Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Huy Audio. Hôm nay em sẽ lên một combo cho một bác khách hàng ở Lào Cai, có tên là anh Trung. Đấy, có một combo này trị giá là 22 triệu đồng, và bên em có tặng kèm theo đó là tặng cho bác một chiếc mic Bose MT990. Đấy, một bộ combo trị giá 22 triệu đồng được tặng một chiếc mic các bác nhé. Và đây trong cái bộ combo lần này thì gồm có tổng cộng đó là rơi vào tầm một đôi loa, cục súp, một con đẩy, một con vang đấy và một con mic, tổng cộng gồm có 5 sản phẩm. Đấy, và bây giờ em sẽ bắt đầu tiến hành cho bác quảng cáo cho bác lần lượt qua nhé. Cái quản lý nguồn này thì em bỏ vào để mượn cái quản lý nguồn đường điện vào thôi nhé, chứ không phải trong bộ combo này các bác nhé. Trước tiên thì em sẽ đi vào đó là một đôi loa PK. Đây là một đôi loa chính hãng của DBL Cotic, như các bác biết rồi, làm theo thương hệ công nghệ tiêu chuẩn của Mỹ. Và những cái đôi loa PK này của DBL Cotic và những cái dòng van số của DBL Cotic thì các bác đã biết rồi. Thường để đi lắp phòng hát thì các bác biết là chất lượng để lắp phòng hát thì nó rất là ổn định và rất là ok, tiếng bay và nhạc và sáng. Hàng chính hãng của công ty DBL Cotic và có mã bảo hành series đầy đủ các bác nhé. Đấy, và tiếp theo đó là một cục súp FB1018. Trong cái chương trình giảm giá như các bác đã biết rồi, bên em giảm giá đến ngày 5 tháng 8, chương trình giảm giá của ngày đó là một cục súp FB108 trị giá là 3.800.000 đồng giảm xuống còn 3.500.000 và tặng thêm một phiếu mua hàng giảm giá 300.000 cho mua hàng lần sau các bác nhé. Tiếp theo đó là một cục đẩy Ashley, con này là thương hiệu của Mỹ, Ashley A2450, công suất cho ra từ 500W đến 550W con này. Đấy, thì đều con này thì chạy cực kỳ ổn định rồi. Thứ nhất là nó có đầy đủ như vôn kế này, nhiệt độ của máy này, thì các bác có thể là xem ở đây xem có nhiệt độ của máy nó có ổn định không. Đấy, chế độ ổn định hay không thì các bác có thể biết được cái đẩy của bác có dùng nó nhỉ và hỏng hóc ở đâu. Đấy, một cái hình thức của nó thì khá là đẹp và hầm hố này, các bác nhìn này. Được chưa ạ? Và một con vang cơ Neck FX30 Plus, con này thì em bán rất là nhiều và con này là dùng, tại sao em bán chủ yếu tập trung vào dòng này, bởi vì thứ nhất là về hình thức của nó là rất là đẹp. Thứ hai là nó dùng bền, ổn định và coi như là đời mới nhất, có đầy đủ những cái tính năng như Bluetooth, cổng quang, reverb đầy đủ hết các bác nhé. Và cuối cùng đó là một chiếc mic Bose, con này thì em tặng thêm cho bác thôi. Đấy, trị giá tổng vừa được khuyến mãi. Đấy, bác mua trong cái dịp này thì vừa được khuyến mãi, đó là khuyến mãi sản phẩm. Đấy, như một con súp là khuyến mãi sản phẩm rồi nhé. Và những cái sản và còn được thêm khuyến mãi Bose mic nữa, thì các bác được khuyến mãi rất là nhiều khi mà mua cả cái combo lần này. Và không để các bác chờ đợi lâu nữa thì em bắt đầu tiến hành test chất nhạc lên cho bác cùng nghe qua nha. Qua về phần test nhạc cho các bác cùng tham khảo cũng như là cho anh Trung để biết là bộ dàn của anh ra chuẩn bị lên đường. Đấy, một cái combo cấu hình rất là đẹp và chất lượng âm thì các bác khỏi lo đi. Với những cái sản phẩm này thì quá là ok rồi, toàn là hàng chính hãng và hàng cao cấp hết. Đấy, và trong chương trình những cái mùa dịch này thì bên em luôn luôn có những cái chương trình khuyến mãi đối với những cái sản phẩm. Và chỉ đến mùng 8 tháng 5 thì bên mùng 5 tháng 8 bên em sẽ bắt đầu khuyến mãi về dòng súp và phòng dòng cây 512. Các bác nào cần quan tâm đến hai cái sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với bên em để có được cái sự khuyến mãi tốt nhất nhá. Và ok, em xin kết thúc cái video này ở đây. Và các bác nếu mà tham khảo thì anh ấn một lượt like và một lượt đăng ký kênh cho Nam Huy Audio nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác.